Xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày chủ nhật đấy, ngày cuối tuần, thế là ở nhà cũng chán chán, với cả xưởng em thì ngày hôm nay gần như là nghỉ hết, anh em nghỉ hết, bởi vì là mình cũng muốn tạo điều kiện cho anh em khi nghỉ vào ngày cuối tuần, khi mà sang tuần sau là mình có nhiều năng lượng hơn. Thì hôm nay cũng không có việc gì đâu, trên em cũng không chả có việc gì đâu. Mùa này thì ruộng đồng thì cũng gặt hết rồi, xong rồi là mùa đông cũng trồng không trồng được cái cây gì cả. Với lại là nuôi chăn nuôi thì bây giờ nó cũng ít đi. Thì hôm nay em cùng với một hai anh em nữa là rủ nhau là bảo là thôi đi lên trên hồ hoặc là trên núi hay là trên đồi á, để nướng một ít thịt nhậu nhẹt cùng nhau. Các bác nhé. Các bác đi cùng em luôn nhé. Đường này khó phết, đi xuống dưới bãi. Ôi nguy hiểm thế nhỉ. Bên cạnh toàn vực thôi bác ạ. Đấy, dốc cực kinh khủng luôn, khoảng 45 độ này bác ạ. Đường này bé, dốc thì tức. Đấy, suối này dốc không? Khiếp luôn. Ui, sợ. Đây, bây giờ mình vào trong khu này nhá. Đó. Khu này là vào một cái khe suối của ở trong rừng ấy các bác ạ. Đi vào trong này thì nước nó sạch hơn. Với cả nó thiên nhiên hơn. Đây nhá, anh em mình chọn được một cái vị trí khá là tốt. Đây, xin xuống đây đi. Ở đây là các bác nhé, ở đây cái khung cảnh thiên nhiên nó tuyệt vời lắm. Ở trên miền núi quê em mà, em ở trên miền núi mà. Đó, suốt ngày sinh sống với núi, cũng sống dựa vào núi. Đây, cực kỳ thoải mái luôn này. Bây giờ mình phải ngâm cái này xuống nước mà. Ở đây có nhiều cỏ quá, cho nên là phải lấy cái đá này rửa sạch đi để làm cái chỗ để đặt gia vị ấy. Ở gần suối thì mình làm được như này, nhưng mà nếu mà ở trong rừng thì lại dùng gỗ, dùng củi nhỉ. Để như này xong rồi mình để gia vị ở đây, mình nấu cơm cho nó dễ. Đây, hôm nay cả nhà mình sẽ nướng sườn bò nhé. Khoai vừa ra chỗ đèo Mã Phục ấy là để mua một cái tảng sườn bò này về để hôm nay mình nướng luôn. Đi rừng như này là làm cái đồ nướng thì nó dễ nhất, nó không phải làm cái gì nhiều, đun củi lên là tẩm gia vị phát là chọc xiên lên phát là xong luôn. Sẽ làm cái gia vị để mà ướp cái này. Đấy, ướp cái sườn này. Xong lát nữa là mình phải lấy cái cây tre hoặc cây vồ ấy là mình xiên vào, xong rồi mình nướng được. Cái sườn này nó khác cái sườn lợn là nó rất là to. Sườn bò nó rất là to nhưng có nhiều tỏi nó mới thơm. Đây, bây giờ anh em bên kia người ta tẩm gia vị thì em nhóm bếp giúp anh em này.
Nhìn quả gia vị này. Đấy. Ông kia chui vào tận trong kia lấy cái thấy chắc thấy cái vầu trên kia rồi. Ôi phát luôn ở trên này. Ông này ra đi mua lấy cái cây ngay cạnh bờ suối rồi nhiều vắt quá. Nhưng mà làm gì mà bán mọi người? Gì mà kinh chứ. Đấy, lấy cái cây này xong rồi ông ấy hoảng hồn. Ui trời, nhìn cái con dao này như dao của Châu Thanh Trì ấy nhỉ. Châu Thanh Trì à? Đấy, con này là chuyên để chuyên để làm bếp vào con này. Đấy, cái con dao mèo là anh em bên kia ra đang làm vót cây này các thứ ở bên kia rồi. Đấy, mỗi con là một chức năng nó khác nhau nha các bác nhé, không có giống nhau đâu. Thế cho đỡ đói, vừa ngồi nhậu vừa đợi nướng này. Đi ra cái này thấy là chúng nó bóng cháy trước mà. Này, ban này là anh em thái thịt ra để nhậu trước, không là đợi sườn nó lâu quá. Cái này mình tẩm ướp được nhiều càng kỹ thì nó là càng ngon nhỉ. Chứa vào nhé, nó tẩm gia vị nó tốt hơn. Đấy, con dao nhọn, con dao mèo là đi mà khi mà cần thiết là mình chọc lỗ các kiểu như này là được rồi. Đấy, mỗi con nó có cái ứng dụng nó khác nhau. Xiên vào như này luôn á. Sao không kẹp nhỉ? Kẹp chắc nó yếu nhỉ? Anh em bây giờ làm xong rồi, tẩm ướp xong rồi là bây giờ mình phải là cứ cắm ra cho nó khá xa một tí để cho nó tẩm gia vị là một này. Đấy, cho hai cái tảng này nó tẩm gia vị là một. Cái thứ hai nữa là để nó khô nước đi hơn một chút. Sau đó nào chín đều từ dần từ ngoài vào trong thì ăn nó mới ngon, mới chín được. Còn không lấy lên phát là nướng ép luôn là nó sẽ bên ngoài nó cháy nhưng mà bên trong nó không có chín đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chế biến món nhậu nhanh cho mình thôi. Không chờ được. Đây, giờ là mình sẽ làm cái món là xiên nướng. Đây, bây giờ anh em đang chuẩn bị chỗ để nhậu thôi. Đấy, cứ lấy đá suối về xong rồi kê lên xong rồi là giải ra như là chiến được mà. Không có lịch sự như ở nhà được rồi. Đây bây giờ là đang làm nước chấm này. Đấy, anh em bắt đầu là làm nướng nhưng mà làm nước chấm mới ngon. Không có nước chấm, có quả chanh đi. Đấy, quay một lúc là ngồi một lúc là cũng sắp chín rồi đấy các bác ạ. Nhanh lắm, khi mà mình làm món nướng thì nhanh lắm các bác. Cũng chẳng mất thời gian đâu, nhanh lắm. Chỉ tẩm ướp gia vị phát xong đốt đun lửa lên là anh em cứ thế mà xiên vào xong quay như này để lên trên lửa này là một lúc là nó chín rồi mà. Cái này sắp được rồi đấy. Cái này là sắp xiên được rồi đấy. Anh em lấy ra đây. Thôi, lấy cái này ra nhậu đi. Yeah. Ui, cắt ra như này ăn luôn đi.
Vâng này, nó còn hơi tái tái này, ăn nó mới ngon nhé. Chín quá thì nó thành ra nó khô, nó cứng hết đi. Em thử trước. Em chưa các bác nhé, mời các bác nhé. Ngon lắm. Rồi bây giờ sắp xong rồi nha các bác nhé. Đấy, em anh em bây giờ vào cái có cái gì thì mình cứ triển khai trước thôi. Còn cái này thì mình vẫn đợi. Đấy, bên này thì mình vẫn đợi, còn cái này bên này mình triển khai trước thôi. Thôi. Có thuật màu ấy. Đi, bật bia đi anh em. Bác bật để tự nhiên đâu kìa. Ui. Mình vừa lấy lên à? Phải, mình vừa lấy lên à? Nhá. Đây mời các bác nhá. Mời cả nhà nhá. Đây mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Mời các bác. Khỏe nữa. Ui. Không cần tám mà ý quý. Ồ, mình làm một miếng đấy nha các bác nhá. Mời các bác đã. Bây giờ thôi. Tự nhiên. Rồi, em vào một cà phát trước đây. Đây. Có vậy tự nhiên vậy? Có thôi à, không nhỉ? Không đấy. Ú, ngại này. Nó phải tự hết việc rồi. Nó cứ tự tiếng. Ờ, điều đấy rồi. Thoát bớt nào này. Bảy hết rồi, bố hết. Hoán hết. Nắng đây. Ngon lắm. Ai à. Đây nhá. Làm thêm ngụm bia nữa đó. Vào sau anh em một tí. Đây, rồi. Thuốc này cứ để đấy. À đấy vô. Bây giờ sau một thời gian là bây giờ cũng sắp xong rồi các bác ơi, chín rồi. Chín rồi. Bây giờ anh em mình chín thôi. Đấy đi. Đấy. Đấy là chín rồi nhỉ. Miếng nào táo nào thành à? Táo nó lên rồi. Đây. Đấy, ngon không? Đấy, ra là chín nhộn được rồi. Đấy, mấy anh em đây đang ngồi ở đây đấy. Ngon nhỉ, nhìn cục này. Ngồi như này một thằng một cục. Ăn như này cho nên là nó không được đẹp lắm đâu nha các bác nhá. Các bác thông cảm với em nhá. Đấy, vừa tái chín tái nhỉ. Không chín như này đẹp rồi. Như này ăn nó mới mềm, không thì nó mềm lắm. Đấy, anh em đang xẻ ra rồi. Mấy cái món này nướng nó nhanh lắm. Nhìn ngon nhỉ. Sụn này là trơn giòn hết. Đây bây giờ thì mỗi người sẽ làm một khúc như này, ăn luôn, cắn luôn cho nó sướng. Nhìn thế này thôi nha, nhưng mà cắn là một người một khúc là không hết rồi nha. Nhờ, hồi trước anh em mình làm văn cái miếng kia đây nhờ. Cái miếng, cái vó bò nhìn nó bé bé, ui. Ăn nó nhiều lắm, nhìn thế thôi nhưng mà nhiều thịt á. Ăn nó nhìn nó thèm mà. Chào bác trước đi. Mời các bác nhé, em tạm thời để em xin phép các anh em trước làm phát đã. Nhìn ngon không? Ăn đi. Ngon không? Đấy, bây giờ phải chiến trước này. Đây nhá. Ui xời. Anh em thông cảm nhé, các bác đừng bảo là em tự dưng là ăn trước này không được đâu nhá. Này. Đây, thông cảm với em làm phát trước thôi. Quả này ăn nhìn sướng lắm. Ngon lắm. Cái nước chấm ngon đúng không? Anh em làm phát ạ. Đấy. Xong lát nữa anh em nào thừa lại thì anh em lại uống sau, uống theo vòng thôi. Bây giờ thực ra anh em ngồi ở bờ suối này không có đủ ly, đủ chén đâu, cứ thế mà phang thôi. Có bao nhiêu dùng mà đến đây. Chén này mỗi người một khúc đi. Sao mỗi người cứ thừa quá à? Nằm lắm thì cái mai ấy. Thơm lắm. Cái mị gân vào ấy. Anh nói em thế em ngại. Bao nhiêu rồi? Đấy bây giờ anh em ăn nhiều chán, bây giờ cắt vào đây, tới đây cho trộn vào đây này. Ăn bắp thì tiếc rồi. Thích chỗ nào nó xẻ chỗ đấy luôn. Chỗ nào xuyệt chỗ đấy luôn. Đây,
nhậu ở bờ suối này mấy anh em sướng lắm. Quá sướng luôn. Rất khỏe nhá. Mời bác nhá. Mời anh em nhá. Đây. Thôi nhớ mời các bác nhá. À, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này của em. Bây giờ anh em sẽ bắt đầu là tắt cái clip tại đây và em sẽ bắt đầu nhậu đây. Hơi vô duyên một chút nhưng mà thông cảm các bác nhá. Nhớ ủng hộ kênh của em bằng cách đăng ký kênh của em nhá. Xin chào bác. Thank you.